Đi bắt cua nè, đã chưa? 40 con cua. Rồi quý vị, 40 con cua quý vị ơi. 40 con cua hôm nay bắt mấy tiếng đồng hồ? 3 tiếng mấy á. 3 tiếng hả? Chưa tới, 2 tiếng mấy à. Nghe cua này quá, nó còn bò rục rục rục. Đã hả? Ăn tha hồ mà ăn, ăn cua như là ngậm nghe luôn á. Ăn trào 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 họng luôn, ăn trào ra từ nghe tới lỗ mũi luôn, giống như dân Israel luôn, ăn kim cúc luôn. Có một sư cho cá ăn rồi. Cua đã chưa? Chưa. Con nó to, con nó to tới nè, con này nó bự kinh nè. Con này to ha. Nè, thấy chưa? Wow, kinh chưa? Cái gì bằng để vô lọc á. Con này cũng to nè, to kia hả? Ừ. Con thì cầm lên không thế. Qua bên đây. Để nó tứ 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 giữa hai người đấy con. U, đã chưa? Hai anh em nè. Anh em đi đi ăn rồi, đi bắt này nè. Tối trừ, ngày nay ăn cá thu một thứ. Ăn cá thu. Hai con cò đã ha. Sắp vô. Wow. Hai vợ chồng mới bị bắt, hai vợ chồng luôn. Thôi, chào đi. Rồi, một sư cứ lấy